Chắc nữa đây bé. Mèo, con cười tươi đi. Con nói gì với mọi người đi. Mọi người ơi, nói chuyện nghiêm túc, người đừng ngã nghiêng. Con chúc mọi người ngủ ngon đi. Con chúc mọi người ngủ ngon. Mẹ con tên gì? Mẹ con là Xếp Thị Trâm Hương. Quê ở đâu? Bắc Giang. Mẹ làm nghề nghiệp gì? Chăm em được biết cho em. Chăm em giữ cho em và mẹ mày nói thế sao làm sao ta lấy chồng? Tại vì mẹ hay giữ đít. Hả? Mẹ hay giữ đít mà. Mẹ hay giữ đít hả? Mẹ mẹ tắm cho con. Thế mẹ là người tốt hay người xấu? Người tốt. Tốt nhiều hay tốt ít rồi? Tốt nhiều. Có hay đánh đòn không? Không. Có hay ăn đòn không? Không. Có hay bị ăn đòn không? Không. Chúc mọi người sao?